Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Nói đến câu thơ này thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ liên tưởng ngay tới vùng đồng Tháp 10. Ngày hôm nay chuyến Sen Nông Nghiệp Sạch sẽ cùng bạn tới những cánh đồng sen bát ngát để cùng tìm hiểu về trà làm từ lá sen. Trà lá sen, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, được trồng nhiều ở thành phố Tháp 10, diện tích trồng vào khoảng 80 hectare. Không phải ngẫu nhiên khi hoa sen trở thành quốc hoa của nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, sen là loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết, nguyên lành, thứ kết tinh của trời, đất. Từ hình dáng đến sắc hương đều truyền tải những thông điệp cao quý. Sen mình trồng ở đây là hoàn toàn phát triển tự nhiên hết ạ? Hoàn toàn phát triển tự nhiên hết, không có can thiệp mà hóa chất hay là thuốc bảo vệ thực vật gì cả. Có nước rút hết thì nó vẫn âm thầm, nó nằm ở dưới nước, là có nước là nó sẽ lên lại. Nhiều nhà khoa học đã đến vùng đồng Tháp 10 để nghiên cứu chất lượng vùng. Vâng. Thì điều thống nhất chung là vùng Tháp 10 là đất phèn, màu đen đó, này nó phèn. Yeah. Đó, nó nằm cách mặt đất khoảng 4 cm. Đặc thù cây sen là môi trường này nó phát triển rất là tốt, nhưng mà mỗi vùng chuyên canh nó khác nhau. Ví dụ cái vùng này mình trồng là chỉ lấy lá thôi. Mình sẽ hái những cái lá sen thế nào hả chị? Cái lá nuôi bông thì mình không có hái cái lá này đi, để nuôi bông. Hái đi rồi cái bông này sẽ không có ra cái gương, nó không có thành cái gương được. À. Rồi cái lá sát mặt nước về mình cũng không có xài luôn. Vậy là để hái được một cái lá làm trà sen thì mình cũng phải lựa rất là nhiều yếu tố đúng không chị? Đúng rồi, nhưng mà nó cũng hơi không già không non, bánh tẻ vậy. À. Nó phải còn nguyên dạng vậy, không có bị sâu. Dạ. Rồi mình mới hái. Một công dụng của chiếc lá này đó là khi trời nắng quá thì chiếc lá có thể thay chiếc nón đội lên đầu. Một mùi thơm của lá sen rất là nồng anh ạ. Lá sen tươi nên khi bước vào cái cảm giác đầu tiên là mình ngửi được cái mùi đặc trưng của lá. Thấy là những cái giọt nước này không thể nào động. Không động, đúng rồi, giống như chân của nhà anh vậy đó. Nhưng mà thực chất nó bụi, rửa là kỹ, rửa hai mặt trước sau, phải chờ quy trình gáo nước xong mình mới để sắc. Hầu như người ta đều sẽ lấy những cái bút, nhưng mà riêng lá sen thì từng sợi đều rất là dài anh ạ. Mình không có sao giống như cà, nó khác hoàn toàn, tại cái này dùng công nghệ sấy lạnh, tức là mình dùng cái môi trường kính để ép cái hơi nước thoát ra ngoài, áp suất thấp, nhiệt độ thấp, mình giữ được cái diệp lục trong cái lá, giữ được một số chất đặc thù có lợi sức khỏe trong con lá. Nó vẫn giữ được cái độ tươi của nó đúng không? Vẫn giữ được tươi và nó héo, nó sẽ héo dần theo nguyên tắc mình héo theo nguyên tắc làm lạnh. Nguyên tắc để bảo quản được lâu chúng ta phải dùng cái buồng thổi hơi nóng để đưa độ ẩm về 5-4-5%. Cái công đoạn này còn cuối cùng là thành phẩm. Vậy thì mình thổi xong thì cái màu sắc và cái chất lượng của lá sen nó có còn giữ được so với cái lúc ban đầu không? Đây là độ ẩm 5%. Mình muốn giữ cái nguyên thủy của cái lá sen luôn. Lá rất là giòn. Cái mùi của lá sen ban đầu thì em ngửi nó vẫn giữ được nguyên. Và màu xanh thì vẫn còn nữa chứ. Khi mình làm ở những công đoạn này thì mình có sử dụng những cái chất gì phụ gia để cho cái hương vị nó tăng lên hoặc nó giữ được như ban đầu không? Hoàn toàn không em. 100% đều mình giữ, một cái thứ nhất là cái màu sắc, thứ hai là mình giữ cái nét đặc trưng, cái hương vị của lá sen dạ. Riêng luôn. Đây, tại vì nếu mà mình tẩm ướp cái gì đó sẽ mất cái màu đặc, cái mùi đặc trưng của lá. Thì đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng của sản phẩm sau này nữa. Rồi về em nha. Rồi em về. Vị của nó thì hơi ngái ngái một chút nhưng mà nó ngái dễ chịu. Đúng là khi ngồi dưới một cánh đồng hoa sen rộng thế này thì ta mới thực sự hiểu hết về vẻ đẹp của cây hoa sen Đồng Tháp 10. Trà lá sen, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, được tiêu thụ nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh và hiệu thuốc bởi có tính chữa bệnh. Sản lượng thu hoạch 50 tấn trên tháng.